Rồi, ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái sinh viên vô ly. Sinh viên vô ly ở đây là có họ tên và có điểm, điểm kiểu double. Các bạn có thể xài kiểu double là lớp bao. Vì đến giờ này thì chúng ta đã xài được rất là nhiều cái class. Và các class thì nó sử dụng các cái phương thức liên quan đến kiểu dữ liệu là lớp bao. Cho nên là chúng ta có thể là sử dụng được cái kiểu lớp bao ở đây. Ở đây chúng ta sẽ tạo thêm một cái class sinh viên SV Poly. SV Poly chứ, SV Poly. Và trong SV Poly này thầy sẽ khai báo một cái string tên sinh viên. Tên hoặc là họ tên đi, họ tên. Và ở đây là trong hướng dẫn thì sử dụng public. Ok, thì có public hay không có public thì hôm trước mình đã biết rồi đúng không, mình đã học rồi các đặc tả rồi, như vậy có hay không có nó không quan trọng đúng không. Nếu mà chúng ta sử dụng cùng package thì có cũng như không, không cũng như có, cùng package ha, còn nhớ không ta? Public, double điểm sinh viên. Rồi ở trong này chúng ta sẽ làm một cái phương thức nhập, nhập sinh viên và xuất sinh viên, nhập sinh viên. Vậy chúng ta sẽ khai báo một cái phương thức nhập. Phương thức nhập. Nếu như các bạn muốn nhập thì các bạn sẽ dùng đến cái class scan. Đó, cứ nhớ vậy nha. Nhớ vậy. Rồi, scan bằng new scan. Chấm in. Rồi mình xuất ra cái câu nhập. Chỗ này print ha. Rồi họ tên bằng scan chấm net. Like chấm phẩy. Nhập điểm. Điểm bằng, các bạn tập dần cái cách này cho quen nhé. Double chấm và double scan chấm net line. Nên tập cách này để xử lý trâu lệnh cho nó quen. Rồi chúng ta có nhập. Bây giờ chúng ta sẽ xuất. Thông tin sinh viên. Các bạn sẽ sử dụng cái tên, thì các bạn sử dụng print line cũng được. Rồi, tên sinh viên. Còn đối với lại điểm thì các bạn sẽ sử dụng printf nha, tại vì điểm nó phải chấm chấm một phần trăm f phải điểm đó, các bạn phải phải sử dụng cái
Vô ép để định kiểu cho điểm. Rồi chúng ta sẽ xịt N. Bây giờ ở bên cái hàm main, main này chúng ta sẽ sử dụng cái sinh viên, sử dụng cái sinh viên và cái relic của mình. Thì bây giờ cái kiểu dữ liệu nó không còn kiểu đơn thuần là in hay là double hay string, mà chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu là SV Poly làm kiểu dữ liệu. Đó, kiểu dữ liệu của chúng ta là một sinh viên Poly. Được chưa? Vậy cái relic này nó rất là linh hoạt, lấy dữ liệu là một class. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái menu ha. Chúng ta sẽ làm một cái menu, làm nhanh nhé. Cái menu của mình chúng ta sẽ dùng while do while đi. Đổi cái cách làm menu hôm trước thầy làm khác, bây giờ thầy làm khác. Để cho mình có nhiều cái cách chọn. Không bằng không thì là thì mình sẽ có menu. Menu của mình sẽ có những chức năng nào? Nhập sinh viên, xuất sinh viên, xuất danh sách sinh viên theo khoảng điểm. Không. Rồi, xóa chương trình. Xuất sinh viên theo một cái khoảng điểm. Rồi, tìm sinh viên theo họ tên, tìm và sửa sinh viên theo họ tên. Tìm và sửa sinh viên theo họ tên. Rồi tìm và xóa theo họ tên, kết thúc. Rồi, như vậy chúng ta có chừng đó cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, chúng ta sẽ khai báo một cái biến chọn. Rồi. Chọn. Sẽ bằng scan bằng double bằng chọn của chúng ta là in integer chấm bat in string scan chấm net. À, trong này chưa có scan ha, này chưa có scan. Chúng ta sẽ khai báo scanner vào đây bằng scan.
Rồi ở dưới này chúng ta sẽ scan Medline. Chọn chúng ta khai báo ở ngoài luôn nhé. Chọn à, in scan chấm phẩy thiếu chấm phẩy rồi ok trong khi chọn rồi mình sẽ switch chọn chấm phẩy chúng ta không cần khay không luôn nhé bởi vì ở dưới là nó tự động nó đã thoát rồi khay một của chúng ta là nhập danh sách sinh viên vậy thì mình sẽ nhập bằng cách nào tức là các bạn sẽ xây dựng một cái hàm nhập ở đây đi. Sức rồi tí nữa các bạn sẽ xây dựng những cái chức năng khác nha rồi chúng ta sẽ có default rồi mình sẽ ví dụ hai cái thôi như vậy đối với lại cái nhập này chúng ta có thể viết một cái phương thức rồi chúng ta gọi vào đây hoặc là chúng ta sẽ gọi trực tiếp vậy mình có thể là viết một cái phương thức nhập ở phía dưới đi ha nhập ở phía dưới vậy cái nhập này mình sẽ làm cái gì trước tiên là mình sẽ dùng là do while để nhập cho đến khi nào mà hỏi có kết thúc không nha chỗ này mình sẽ hỏi mình sẽ so sánh với k hoặc là k hoa để kết thúc rồi các bạn đang suy nghĩ thử coi là mình làm thế nào để so sánh với k hoặc so sánh với k hoa để kết thúc ở đây. Đó. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ nhập sinh viên chú ý chỗ nhập sinh viên nha mình có cái list ở trên này là mình khai báo chung đó khai báo chung ở chỗ này nếu cần ở cái list này mình đang khai báo trong hàm main mà cái hàm nhập này nó ở bên ngoài thì trong cái hàm nhập này bạn sẽ không khai thác được cái biến sinh viên của mình thì cho chỗ này là true đi cho nó khỏi lỗi trước để ha rồi như vậy trong này mình sẽ không khai báo được cái list của mình chỗ này thầy để là danh sách sinh viên đi ha đó thì ở đây mình không khai thác được nha danh sách không thấy sinh viên bởi vì danh sách sinh viên này là nó nằm ở bên trong hàm main còn bên ngoài hàm nhập nó đâu có biết đâu mình khai báo cái này ra ngoài luôn đi khai báo này ra ngoài luôn khai báo ra ngoài thì dưới này xài được nha đó danh sách sinh viên xài được như vậy thì để khai thác được danh sách sinh viên các bạn muốn nhập vào thì trước tiên ở chỗ này ví dụ như mình chọn danh sách sinh viên rồi mình gọi hàm nhập có không
nhập. Ủa sao không có? Danh sách sinh viên là kiểu kiểu sinh viên mà, sao không gọi là hàm nhập? Hai nha, danh sách sinh viên là một relic, chỉ có phần tử cụ thể của nó thì mới có hàm nhập, còn nguyên cái danh sách sinh viên không có hàm nhập. Vậy làm sao để nhập liệu vào đây? Các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái sinh viên poly riêng ở đây đó, SP, một cái sinh viên mới, và chỗ này bạn mới SV chấm nhập. Sau đó sau khi bạn nhập xong thì bạn có thông tin sinh viên rồi, thì ở chỗ này cái danh sách sinh viên này nè, bạn chấm add sinh viên. Như vậy chúng ta đã có một sinh viên được gán vào, sinh viên. Mình đã khai báo ở đâu rồi? SV sinh viên. Sinh viên chấm nhập SV poly chấm java public void nhập. Rồi. Sinh nhập. Min sinh viên poly sv chấm điểm bằng 9. À sorry, quên các bạn, mình bị thiếu gì mấy em? Thiếu gì? Mình tạo một cái biến sinh viên mà mình quên gì? New. New. Mình tạo mà mình quên new. Rồi ok, sau khi bạn là gửi tạo được và bạn tạo bạn nhập xong, bạn add xong, vậy bây giờ mình sẽ hỏi là có tiếp tục không. Có tiếp tục không? Có không? Đó, có hoặc không. Rồi vậy chỗ này kiểm tra cái gì để cho nó có hay không? Vậy chỗ này có phải rằng chúng ta đang mong muốn nhập một cái ký tự vào đây không? Vậy chỗ này các bạn sẽ kiểm tra trực tiếp nha. Scan chấm. Scan chấm. Scan chấm. Tại sao scan không được? Tại vì scan này mình cũng khai báo nội bộ trong main, cho nên mình không xài được ở ngoài. Đẩy ra ngoài để xài được. Nha, chú ý nha. Đẩy ra ngoài để mình xài được. Relic và scan đẩy ra ngoài. Rồi, ok. Scan chấm net line. Net line là bạn đã nhập được một ký tự, và bạn sẽ chọn cái phương thức của string, chọn phương thức của string, phương thức này nhé, tức là so sánh với chữ k, so sánh với chữ k, so sánh với chữ k, a k hoa k thường. Và chỗ này chúng ta sẽ nhập đi nhập lại cho đến khi mà nhấn chữ K thì kết thúc. Và chỗ này chúng ta sẽ gọi hàm nhập. Nhập main.
Hàm dưới này là mình gọi gì đây? Nhập main đúng rồi. Nhập main danh sách sinh viên. Danh sách sinh viên rồi, ok nhập ha. Bây giờ mình sẽ thử gọi nhập thử xem thế nào. Menu của mình một phát hai nhập, mình chọn số 2 đi, xuất sinh viên. Rồi nó đưa ra một cái câu thông báo nè, số 2 là xuất sinh viên nè, đó xuất sinh viên. Rồi bắt đầu quay trở lại chọn chức năng, chỗ này ở đâu đây, sao tự nhiên xuất sinh viên xong chọn chức năng nữa. À bị gì thiếu red. Rồi ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chọn số 1. Nhập họ và tên E. Điểm 7. Nhập họ tiếp tục không, enter. Chỗ này nó đã thoát mất rồi. Enter nó thoát mất rồi. Vậy làm sao? Vậy làm sao cho nó quay lại? Bởi vì khi mình enter là chỗ này nó sai đúng không em? Mình nhập vô enter tức là khác ca. Khác ca là nó sai, sai là nó thoát. Vậy mình muốn là sai là nó quay lại. Khi nào bằng ca mới thoát thì mình làm sao? Thì chỗ này thêm gì vô? Chấm than vô. Được không? Chấm than vô. Tại vì cái hàm này là sau khi mình lấy một ký tự thì mình lấy ký tự đó mình so với chữ K, nếu đúng thì thoát, nếu đúng là chữ K thì thoát. Rồi chỗ này chúng ta sẽ chọn số 1 và các bạn chọn A. Điểm 5. Enter. B. Điểm 8. Enter. C. Điểm 9. K. Thoát. K. Thoát. Ủa K chưa thoát hả? K chưa thoát. Thoát rồi. Nhấn K là thoát chức năng 1 rồi. Nhấn 0. Thoát chương trình. Ok, như vậy là mình đã làm xong hàm nhập. Ha, nhập ở trong main. Xong hàm nhập. Bây giờ mình sẽ viết hàm xuất. Xuất trong main. Vậy hàm xuất trong main thì đơn giản là các bạn sẽ dùng for at. Bạn khai báo một cái biến sinh viên, các bạn dùng for at. Bạn khai báo một cái biến là sinh viên poly ở đây. Bạn ghi là SV. Thử coi nó có bị lỗi không nhé. Danh sách sinh viên. Chấm phẩy. Ok, không lỗi. Mình sẽ SV chấm xuất hết. Xuất danh sách sinh viên. SV chấm xuất. Sau khi xuất thì xuống hàng cái. Sau khi xuất thì xuống hàng cái. Xem thử ha. Xem thử là cái bài của mình đã làm được chưa. Hay là có cần gì phải xử lý nữa hay không.
Vinfast. Chọn chức năng 1, gọi tên là A, điểm 8, Enter, gọi tên là B, điểm 7, Enter, gọi tên là C, điểm 5, Enter, không. Rồi quay ra chương trình chính, chọn chức năng 2, xuất. Xuất sinh viên chưa gọi, chưa gọi cái hàm xuất cho nên là nó không xuất được. Hàm số 2 nhập main. Bây giờ cái này chúng ta gọi là gọi cái phương thức là xuất main chấm phẩy. Chức năng 1 A 5 B 7 chọn chức năng 2 A 5 B 7 ok chưa được không đó. Đó nhập và xuất. Rồi xuất danh sách sinh viên theo khoảng điểm, tức là mình nhập vô một điểm, nhập vô một điểm trên và điểm dưới, tức là một khoảng, một khoảng thì sau đó mình xuất theo cái khoảng đó, còn những khoảng khác thì mình không xuất, nhập danh sách vô mình xuất theo cái khoảng đó thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ xuất theo khoảng voi. Xuất theo khoảng theo khoảng vậy các bạn sẽ nhập vào cái khoảng min và max. Max thì chúng ta sẽ chọn là điểm nhỏ nhất. Khoảng điểm cần xem, khoảng điểm cần xem điểm nhỏ nhất min bằng integer chấm bạc in của sc chấm net like chấm phẩy. Điểm cao nhất rồi chúng ta sẽ có chỗ này là gì, max điểm cao nhất rồi là gì nữa nào. Chúng ta sẽ làm sao, mình phải tìm min max nữa nha. Bây giờ thầy tạm thời là thầy nhập đúng nha, min là min, max là max. Còn nếu như mà các bạn muốn thì các bạn sẽ kiểm tra, nếu min và lớn hơn max thì đảo lại nha, làm việc đó cho thầy được chưa. Còn thầy làm đến đây thôi. Như vậy thì chúng ta cũng for là sinh viên poly SV 2 chấm danh sách. Rồi bây giờ chúng ta có xuất liền không, có xuất liền không hay chúng ta làm gì? Nếu phải kiểm tra nha, nếu sinh viên chấm điểm
Thực ra chúng ta không nên, trong 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 class thì chúng ta không nên xài trực tiếp cái thuộc tính, không nên xài trực tiếp cái thuộc tính là điểm sinh viên, mà chúng ta nên làm như thế này các bạn. Chúng ta bên cái sinh viên này, các bạn thêm cho thầy một cái phương thức, thêm phương thức get và set, get và set, rồi get điểm, get họ tên, get điểm, set điểm, rồi ok. Bên phần main này chúng ta sẽ sinh viên chấm cái điểm này, thầy sẽ cho nó private đi nha, điểm này cho nó private đi nha, đây là đúng nguyên tắc nha. Đó, tức là những cái thuộc tính, thuộc tính thì chúng ta không cho bên ngoài thấy, mà chúng ta chỉ cho thấy phương thức thôi. Và chỗ này sinh viên các bạn không còn thấy hai cái thuộc tính nữa, mà các bạn sẽ ghép điểm sinh viên. Nếu như ghép điểm sinh viên nằm trong cái khoảng nhỏ hơn hoặc bằng min, và sinh viên chấm ghép điểm có đầu nút nhỏ hơn hoặc bằng max chứ nhầm, và lớn hơn bằng min, lớn hơn bằng min thì làm gì? Thì sinh viên chấm xuất. Đó, nếu như mà điểm của sinh viên nằm trong khoảng từ min đến max thì chúng ta xuất, còn nếu không thì thôi, được không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử nhập vào. Ta thử nhập vào. Chọn chức năng số 1 để chúng ta nhập. Chọn bạn A. Chúng ta sẽ nhập vào random nhé. Bạn A điểm 9. Tiếp tục nhập bạn B điểm 2. Nhập bạn C điểm 7. Nhập bạn D điểm 5. Nhập bạn E điểm 1. Rồi, bây giờ mình sẽ không nhập nữa. Mình sẽ chọn chức năng 2 là xuất danh sách sinh viên. Và tất cả sinh viên A, B, C, D mình đều xuất hết. A, B, C, D, E. Bây giờ mình chọn chức năng 3. Ôi rồi, thầy chưa gọi chức năng 3 mất rồi. Mất công mình nhập ha. Rồi, chức năng 3. Chỗ này chúng ta chưa gọi chức năng 3 rồi các em ơi. Rồi các bạn gọi chức năng 3 chỗ này cho thầy. Xuất theo khoảng điểm. Rồi, bạn sẽ gọi là cái hàm xuất, xuất theo khoảng. Đó, gọi cái hàm xuất theo khoảng. Và chúng ta sẽ press. Rồi ok. Nhân 1. B. C. D. E. 7. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn chức năng
3 đi. Viết đơn 3. Chúng ta xuất từ 4 cho đến 8 thôi. Đó, 4 đến 8 thôi. Thì sinh viên của chúng ta nó chỉ có 2, 3 bạn. Này là 4 đến 8. Còn có những bạn khác mà không có phải những bạn này. Còn chức năng 2 thì chúng ta thấy chức năng 2 có bạn chính nè, không xuất nè. Bạn 2 nè, không xuất nè. Thấy chưa? Cho nên là chúng ta chỉ xuất 4 đến 8 là những bạn này thôi. Đó, là chúng ta đang viết chức năng thứ ba. Tìm sinh viên theo họ tên. Dễ không? Tìm sinh viên theo họ tên. Vậy thì nhập sinh viên vào. Và tìm và sửa sinh viên theo họ tên. Bây giờ tìm sinh viên trước. Tìm sinh viên theo họ tên. Rồi chúng ta chọn số số 0 để kết thúc chương trình. Tìm sinh viên theo họ tên. Chúng ta cũng có thể ghi là câu mấy đó. Tìm sinh viên theo họ tên. Tìm tìm sinh viên họ tên. Để trước tiên các bạn sẽ nhập họ tên vào. Họ tên bằng họ tên bằng tiền được chấm. Các bạn sẽ họ tên bằng scan chấm net line. Chấm net line tên cần tìm. Và chúng ta sẽ for trong cái mảng của mình á, sinh viên Poly SV hai chấm danh sách, nếu gì nào, nếu sinh viên chấm get họ tên chấm equate với họ tên. Nếu mà cái này thì chúng ta thông báo là đã tìm thấy. Hoặc là tồn tại sinh viên, tồn tại sinh viên họ tên trong danh sách. Đó, tồn tại sinh viên trong danh sách. Hoặc là ghi có đi, có sinh viên trong danh sách. Còn không không có sinh viên trong danh sách. Như vậy là chúng ta đang tìm. Nếu như bạn muốn viết cái tìm và thay thế thì chúng ta chỉ cần copy cái hàm này lại, copy cái phương thức này lại. Chúng ta sẽ ghi tìm họ tên hay thay thế. Vậy thì ở chỗ này chúng ta chỉ cần hỏi tiếp. Chỉ cần hỏi tiếp gì? Ừ.
bạn muốn thay bằng tên gì? Tìm thấy rồi đó. Bây giờ muốn thay bằng tên gì? Muốn thay bằng tên gì? Thì chúng ta sẽ dùng một cái là họ tên hai. Tên họ tên hai sẽ bằng scan chấm net line. Rồi bây giờ thay bằng cách nào nè, dùng lệnh gì để thay nè? Thứ nhất là mình muốn thay là mình sẽ dùng đến cái gì ta, thay thế, thay thế. Dùng xét. Dùng set, thứ nhất là dùng set. Vậy set bạn muốn dùng set, ví dụ như là danh sách sinh viên bạn muốn dùng set thì phải bạn phải có index. Vậy index của bạn là gì? Index của bạn ở đâu ra? Index ở đâu ra? Thì lúc này sao ta? Tìm vị trí của cái chữ mình cần thấy. Làm sao mình biết được index của nó ở đâu? Dựa vào đâu để mình biết? Dựa vào đâu để mình biết? Nếu như mà bạn xài cái mà danh sách sinh viên chấm content này nè, chấm content nè, thì thực sự là không được. Bởi vì nếu mà bạn chấm content á thì bạn phải có một cái sinh viên là có cả họ tên có cả điểm luôn, mình phải biết điểm của sinh viên đó thì mình mới tìm đúng cái sinh viên đó được. Còn nếu mình chỉ có họ tên thôi, mình không có điểm thì mình không dùng cái content này được, mình không dùng cái index of được. Cho nên ở chỗ này cách đơn giản nhất là bạn sẽ lấy cái sinh viên đó ra, lấy cái sinh viên mà mình tìm thấy ra đó, lấy sinh viên tìm thấy ra. Chỗ này hơi phức tạp nha, mình sẽ lấy sinh viên tìm thấy ra, lấy sinh viên tìm thấy ra. Get, get. Như vậy get là mình phải có index nè, bởi vì lúc đầu mình chưa biết điểm, mình chưa biết điểm, mình phải get nó ra, mình thay cái tên rồi mình set vô lại mới được nha, mới đảm bảo đủ đủ là đúng nha. Chứ còn nếu mà mình chỉ thao tác lấy tên không là sai đó. Cho nên ở chỗ này các bạn sẽ phải làm cho thầy một việc là trong khi mình lướt mình tìm này nè, mình cho thầy một cái biến đến vị trí, vị trí bằng trừ một chấm phẩy, tức là lúc đầu là chưa tìm thấy, chưa tìm thấy. Thì ở chỗ này for lần đầu tiên là chúng ta sẽ cho vị trí cộng cộng chấm phẩy, vị trí cộng cộng chấm phẩy vô. Lần đầu tiên là không thì nó lấy họ tên, nó lấy cái get họ tên đó, nó lấy cái sinh viên ra, lấy sinh viên ra ở vị trí lúc đầu là bằng không, bằng không. Thì chúng ta sẽ dùng cái sinh viên này, chúng ta sẽ chọn cái hàm get, get index vị trí. Thì chúng ta sẽ tạo thêm cho thầy một cái biến sinh viên poly, chỗ này là SV tạm. Tạm để làm gì? Để mình ghép ra đây nè,
SV8 này bằng cái này. Nếu như mình biết vị trí của nó rồi thì mình lấy nó ra. Sau đó cái sinh viên tạm này các bạn sẽ chấm xét họ tên là bằng họ tên hai. Bạn muốn thay nè bằng tên gì, và cái họ tên mình muốn thay là nằm ở họ tên hai. Như vậy cái sinh viên tạm này tên nó đã đổi, nhưng mà điểm có đổi không? Điểm không hề đổi ha. Sau khi mình có sinh viên tạm rồi, mình sẽ làm gì? Xét vị trí và sinh viên tạm. Đó, cái công đoạn của mình chỗ này hơi phức tạp tí xíu. Công đoạn của mình chỗ này hơi phức tạp tí xíu. Nếu tìm thấy thì nó lấy vị trí, còn nếu không tìm thấy thì vị trí nó vẫn thắng. Vị trí nó rồi, nếu tìm thấy thì chúng ta đã có vị trí rồi. Cái đoạn này thì dễ rồi đúng không? Đoạn này thì chỉ hỏi thôi. Rồi tìm thấy vị trí thì các bạn sẽ lấy cái danh sách, lấy cái sinh viên, cụ thể là lấy sinh viên đó ra và gán cái họ tên mới cho sinh viên đó, và lấy cái sinh viên tạm đó đó gán ngược vô lại cho cái vị trí mà chúng ta đã tìm thấy. Như vậy là chúng ta đã thay được tên. Rồi, chưa gọi nữa, lại quên gọi rồi. Chỗ này chức năng 3 là tìm và thay thế. Xuất điểm. Rồi, chỗ này chức năng 4 của chúng ta tìm theo họ tên. Tìm sinh viên theo họ tên. Và chúng ta sẽ gọi cái phương thức là tìm sinh viên theo họ tên. Rồi chúng ta sẽ có 5 tìm và thay thế theo họ tên. Tìm và thay thế theo họ tên. Tìm và thay thế. Rồi, chúng ta sẽ chạy thử nha. Rồi, chức năng số 1. Đăng. Không. Thu. Điểm. Bạn thứ hai Nguyễn Vinh Quang. Bạn số chết cha, thầy chưa xử lý cái nhập điểm. Các bạn xử lý cái nhập điểm nha. Các bạn xử lý cái nhập điểm. Điểm mà enter cái nó lỗi đó. Ok, chức năng số 1. Nguyễn Hùng điểm 7, có nhập tên Trần Nam điểm 9, có Bùi Lê điểm 7. Rồi ok, chúng ta sẽ không nhập nữa, chúng ta chọn chức năng tìm kiếm sinh viên theo họ tên số 4 và chúng ta chọn Trần Nam dù gì đây.
Trần Nam. Không có sinh viên Trần Nam trong danh sách. Có sinh viên Trần Nam trong danh sách. Ủa sao nó chạy dữ vậy? À, biết sao không? Biết sao không mấy em? Tìm. Chỗ này nếu mà tìm thì sau khi thấy xong thì sao? Rết đi. Nếu còn để cho nó làm nữa mà. Sau khi thấy xong thì press đi, ở dưới này cũng vậy. Sau khi làm xong thì press đi ha. Rồi sau khi làm xong thì nhớ press. Chức năng Nguyễn Nam. Không. Trần Hùng. Bùi Lý. Rồi chúng ta chọn chức năng 4. Trần Hùng. Trần Hùng. Không có Trần Hùng trong danh sách. Có sinh viên Trần Hùng trong danh sách. Chuyện gì ta? Bị gì mà nó lặp vậy? Bị gì mà nó lặp vậy? Trần Hùng. Chỗ nào nào, chỗ nào mà bị lỗi đó, các bạn nào phát hiện ra giúp thầy không? Red. Rồi mình nhập thêm danh sách của mình. Danh sách của mình có bao nhiêu người nhỉ? Danh sách của mình có ba bạn. Ok, nhập thêm coi. Nguyễn Phi. Rồi, ok. Ủa, quên nữa. Đây. Rồi. Danh sách của mình khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ tìm cái sinh viên Trần Hùng Bùi Ly, tìm sinh viên Trần Bình thử xem nhé. Chọn chức năng 4. Tìm sinh viên Trần Bình. Enter. 1, 2, 3, 4. Tại sao nó lặp lại?
Nếu như tìm thấy chức năng một chọn chức năng một chức năng một có tên là BB. BB. Rồi xuống đây. À. Tại tự nhiên mình xuất cái câu này ra chi? Nếu như không tìm thấy. À. Ok, rồi, được rồi. Tại vì chỗ này nè, mình nếu như mà mình muốn á thì mình sẽ nếu như mà mình muốn á tại hồi nãy mình làm để mình kiểm tra ngay lập tức thôi. Còn nếu như mà bạn viết hoàn thiện đó thì tìm họ tên nè. Bạn tìm hết đi. Tìm hết. Nếu bạn tìm thấy thì bạn thay thế. Ok, rồi chỗ này xử lý như thế này. Hết giờ nhưng mà thôi ráng xử lý cho nó xong nha. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái biến. Biến. Luôn lần. Là tìm thấy. Mình sẽ gắn bằng phone. Tìm thấy mình sẽ gắn bằng form. Nếu như chỗ này tìm thấy thì trước tiên mình sẽ gắn cái biến tìm thấy đó bằng true. Rồi còn không thì bỏ qua, không có làm còn không này. Sau khi tìm thấy xong rồi mà nếu nếu cái biến tìm thấy nếu tìm thấy mà bằng bằng phone thì thông báo là gì? Không có sinh viên này, không có sinh viên này đó, không có sinh viên trong danh sách. Nếu như mà sau khi tìm hết rồi mà cũng không có thì mình mới báo, chứ còn mình eo vậy thì tất nhiên là nó ấy rồi. Chỗ này cũng vậy, không có eo. Chỗ này mình cũng khai báo giống như vậy, một cái biến full lần là tìm thấy sẽ gán bằng for, tức là lúc đầu mình cho là không thấy. Nhưng mà nếu ở chỗ này
mình có tìm thấy rồi thì mình gán cái biến tìm thấy đó là bằng chưa. Rồi xuống dưới mình cũng ghi cái này sau dòng for đó. Rồi nếu không tìm thấy thì báo là không có sinh viên trong danh sách, được chưa? Như vậy khi mà bạn chạy chương trình, chúng ta phải dùng chức năng debug để chúng ta phát hiện ra những cái lỗi mà không hề lỗi. À, lỗi lúc nãy có là lỗi không? Không. Java không hề phát hiện lỗi. Chỉ có là lỗi là do lập trình thôi. Chứ cái đó mới là cái khó 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 bắt đó mấy em. Cái đó mới là cái khó bắt đó. Rồi chọn không, chúng ta tìm chức năng số 4, tìm họ tên là D. D không có trong danh sách, tìm C, chức năng số 4, tìm C, có sinh viên C trong danh sách, chức năng số 5, tìm D. D không tìm thấy, chức năng số 5, tìm C, có thì chúng ta hỏi là bạn muốn thay bằng tên gì? Chúng ta thay thế bằng tên Chung, C là Chung, Enter. Rồi chọn chức năng số 2, xuất ra là ABC có không? À, là AB Chung. Ok chưa? Biết không? Làm đến đâu rồi? Đây, tìm và sửa. Rồi, hết luôn, xóa, thế là hết. À, tìm xóa thay họ tên, chuyện quá dễ. Quá đơn giản, làm luôn đi nha. Làm luôn đi. Tìm và thay thế. Tìm và xóa. Lấy cái trên đi cho nó gọn. Rồi, chúng ta tìm và xóa. Đó, cái này là do mình không ghi end cái hàm nào hết trơn cho nên mình không không lấy ra. Tìm họ tên, xóa, tìm và xóa. Trong này người ta nói gì? Tìm và xóa. Rồi nếu tìm thấy, nếu tìm thấy thì làm gì? Nếu tìm thấy thì làm gì? Thì chúng ta sẽ cái này chúng ta lại không có index, thiệt tình đấy chứ, chúng ta lại không có index. Vị trí còn không, nếu mà các bạn không dùng cái vị trí này, các thầy đổi đi chỗ này, thầy đổi kiểu đi, thầy đổi kiểu đi cho các bạn thấy là chúng ta rất là thiên biến vạn hóa ha. À, mà đường nào chúng ta cũng khai báo thêm biến ta. INTI bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách chấm size chấm phẩy y cộng cộng. Rồi xuống đây các bạn cũng phải khai báo thêm một cái biến sinh viên thôi. SV bằng danh sách chấm get 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 y sao. Nãy giờ là mình sử dụng được rất là nhiều thứ, như vậy là mình có biến index luôn rồi nè, khỏi cần phải thêm, đường nào cũng phải khai báo thôi. Nếu tìm thấy thì chỗ này không cần thông báo, mà chúng ta sẽ có danh sách sinh viên chấm remove remove remove. Ủa chi phức tạp vậy ta? Remove, à đúng rồi, remove thế thôi. Nếu tìm thấy đúng rồi, mình không có remove trực tiếp cái tên như được, remove thứ y. Nếu tìm thấy thì remove thứ y.
còn không thì báo là không có sinh viên đó. Đó, như vậy là xong rồi đó. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là cái bài của mình đã hoàn thiện. Bây giờ mình chạy lại chức năng 1 A 7 B 9 C 3 0 và chức năng 6 tìm và xóa D. Ôi sao thế, nhập sai rồi, thiệt tình. Lỗi mình không có xử lý bắt lỗi là nó vậy đó nha, mình xử lý bắt lỗi là khỏe rồi. Rồi các bạn sẽ code lại và chạy lại nha. Bài của thầy thì tạm thời đến đây Dạ là vâng ổn. ạ. Ừ, rồi ok, cảm ơn các bạn. Rồi lúc nãy chức năng 6 chưa có thêm vào cái phần key, cho nên là chúng ta gọi nó chạy bị lỗi. Rồi các bạn thêm cái phần key này vào nhé, thì chức năng 6 của chúng ta sẽ không còn lỗi nữa. Rồi ok.